Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật sáng ngày 3 tháng 10, 2024, giá đang đi ngang. Tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 45, mít nhì 25, kem nhất 35, kem nhì 25, kem 3 12, mít chợ 6.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An, mít nhất 44, mít nhì 24, kem nhất 34, kem nhì 24, kem 3 11, mít chợ 5-6.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 43, mít nhì 23, kem nhất 33, kem nhì 23.000, kem 3 10.000, mít chợ 5.000. Ở Vĩnh Long và Trà Vinh, mít nhất 43, mít nhì 23, kem nhất 33, kem nhì 23, kem 3 10.000, mít chợ 5.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, mít